Thưa quý vị, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, là một đại biểu Quốc hội, ông thường xuyên có những bài phát biểu ấn tượng trên nghị trường, đồng thời có khá nhiều bài viết nhận được sự quan tâm trên các diễn đàn báo chí. Và chuyên mục cuốn sách tôi chọn hôm nay sẽ giới thiệu một cuốn sách gói ghém được khá nhiều vấn đề xã hội ở trong đó, nhất là những câu chuyện sát thực về ngành y, về môi trường và giáo dục. Giàu tính thời sự nhưng vẫn chân thành và thấu đáo, cuốn sách này chứa đựng những tình cảm đầy ý nghĩa sẻ chia. Và sách sẽ do chính người mẹ cũng là đồng nghiệp của bác sĩ Lân Hiếu chia sẻ cùng với bạn đọc. Cuốn sách Câu chuyện từ trái tim là tất cả cái chuyện đó là chuyện đời thường. Mà với cái cảm xúc của mình thì Lân Hiếu đã viết lại, nó nói lên tất cả cái tâm tư trong ngành y. Và tôi cảm thấy rất là cảm động vì bản thân mình là trong ngành. Cho nên là nó có một cái xúc cảm thực sự để mà thấy là cái vất vả của người thầy thuốc, rồi trong vấn đề nghiên cứu khoa học để nâng cao cái kết quả điều trị cho người bệnh. Mỗi câu chuyện ngắn, gọn nhưng mà đều nêu lên sự thật về những thành công trong chuyên môn cũng như những thất bại, đều là những cái mà để rút ra những cái kinh nghiệm cho ngành mình. Tôi cứ bị lôi cuốn theo vì là ngành của mình, nghề của mình, và cứ cảm thấy như mình cũng trong đó. Những cái lúc khó khăn, những lúc vượt qua để mà chăm sóc thương binh. Và cái cuốn sách này thì nó về y đã đành, như vì các công việc khác nữa cũng liên quan đến từ trái tim. Nhiều góc độ trên vấn đề công tác quản lý, công tác khám bệnh, chữa bệnh trẻ em, làm từ thiện. Thì những cái đó, tôi là một người mẹ rất thông cảm với những cái sự vất vả đó. Và cũng muốn mình cũng được góp phần để mà làm sao mà cứu chữa được người bệnh được tốt nhất, mang lại cái trở cho bệnh nhân được trở về cuộc sống đời thường. Khi đọc cuốn sách này, tôi lại nhớ đến một bài thơ của một người bạn của con trai tôi viết cho tôi, gửi cho tôi khi mà con trai tôi đi vào chiến dịch chống Covid, lúc Covid căng thẳng nhất. Chuyến đi này khác những lần công tác, có ngày đi nhưng chưa hẹn ngày về. Ở trong kia công việc bộn bề, anh và các đồng nghiệp phải cùng nhau chia lửa. Con phải đi ngay, không gần mẹ thêm được nữa. Mẹ uống hết chén thuốc này rồi ngủ thật ngon. Mẹ an tâm đừng lo lắng cho con. Bom đạn chiến trường mẹ con mình chẳng sợ. Trời miền Trung đã không còn đổ lửa, triệu trái tim chung nhịp đập tiến lên. Ngày hôm nay ca bệnh nặng không tăng thêm, số nghi nhiễm không còn phi mã nữa. Phòng hồi sức chiều nay không quá tải, những ánh nhìn đầy hy vọng để nhân lên cho một ngày mai những cuộc sống bình yên, anh sẽ ở đây thêm nhiều ngày nữa. Con chưa về được ngay, mẹ đừng chờ cửa, dù con biết mẹ còn đau, xong chiến dịch này con sẽ cùng mẹ ở thật lâu với những bữa cơm quây quần ấm áp. Sáng mai này chuyện rồi sẽ khác. Dịch bệnh sẽ qua đi, Hà Nội chờ đón người trở về trong mộng hoa chiến thắng.